Thưa quý vị, anh chủ trương cái chương trình ngày hôm nay, anh Tiết cũng là giám đốc của đài VTV. Khi anh nói lên cái nhu cầu sống của con người, cái quyền được sống của con người, đó là quyền được thở không khí trong lành, quyền được ăn uống thực phẩm an toàn, và quyền được uống cái nguồn nước trong sạch. Đó là ba cái quyền căn bản của Bộ Luật Nhân quyền do Liên Hiệp Quốc soạn thảo. Thì đó là một cái điểm mà chúng tôi rất là tâm đắc. Thêm nữa, ngày hôm nay qua cái bài hát Việt Nam quê hương tôi, chính những lời đó đã vận động cho tôi, đã thúc đẩy tôi cố gắng để nói lên những cái sự thực trạng của cái vấn đề uống án ngày hôm nay để chúng ta cùng chia sẻ. Chúng tôi đi đến một cái kết luận tức khắc khi chúng tôi phân tích cái vấn đề. Kính thưa quý vị, cái vụ án, nếu quý vị nhìn cái tỉnh Quảng Bình, cái khu màu đen lên cái tỉnh Hà Tĩnh, thì cái vụ án khỏi vừa trong phạm vi Hà Tĩnh nhưng mà vừa khỏi cái biên giới của Quảng Bình một chút xíu mà thôi, chỉ cách biên giới Quảng Bình có 6 cây số, chứ không phải chúng ta hình dung là Hà Tĩnh là ở xa, chứ thật nó sát biển Quảng Bình. Do đó Quảng Bình là một cái nơi chịu hậu quả nhiều nhất, thì chúng tôi sẽ phân tích sau. Thì từ đó chúng ta thấy rằng cái kết luận của tôi để bà con suy nghĩ giữ đó, và sẽ thấy câu giải đáp khi tôi chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay. Xin thêm được 2 phút để chấm dứt cái việc đó. Thì vụ án chỉ là một cái diện mà cả Trung Cộng, cả Thái thú Cộng sản Bắc Việt tung hô lên, vận động con người và vận động thế giới bên ngoài để thấy rằng cái sự làm nhiễm độc biển ở vùng Vũng Áng là cái tai họa của cái tất cả những vụ nhiễm độc ở miền Trung. Nhưng sự thật đó là cái diện, nhưng cái điểm là cái sự đầu độc cả một dân tộc từ ngoài biển, trong đất liền và suốt cao nguyên hay là nguồn không khí. Đó là cái diện thực sự, đó là một sự đầu độc giống y hệt như cái sự đầu độc của Âu Châu, đặc biệt là Anh Quốc đối với Trung Hoa vào thế kỷ thứ 18. Nghĩa là khi mà tung cái ngọn đòn ma túy vào cái dân tộc của Trung Hoa, thì suốt hơn 100 năm Trung Hoa bị nô lệ. Và có lẽ từ đó là một cái bài học mà Trung Cộng áp dụng để thực hiện cái sự đầu độc này, để áp dụng cho dân tộc Việt Nam. Tại sao họ làm cái điều đó? Họ làm cái điều đó là để triệt hạ cái sức đề kháng của các thế hệ tuổi trẻ hiện tại, các thế hệ thứ hai, thứ ba về sau. Vì sao? Trong suốt 4.000 năm lịch sử, trong suốt 1.026 năm dưới 4 thời kỳ đô hộ của Trung Cộng, chúng ta, những người Việt Nam, dân ít, võ khí ít, quân khí, quân sĩ ít, nhưng mà chúng ta vẫn tự cường. Đó là cái sức dân tộc mà, và niềm tin của dân tộc mà trong một giây phút nào đó anh Đinh Quang, anh Thái có khai thác cái điểm đó. Đó là cái niềm tin dân tộc. Và chính vì cái việc đầu độc ngày hôm nay để triệt hạ cái niềm tin dân tộc, triệt hạ cái sức đề kháng của tuổi trẻ Việt Nam, để biến Việt Nam thành ra một cái ngôi sao nhỏ thứ 5 của trên lá cờ Trung Cộng. Đó là cái âm mưu thật sự của Trung Cộng, và đó là có sự tiếp tay của Thái thú Cộng sản Bắc Việt. Đó là câu kết luận của tôi hôm nay. Thì xin phép quý vị, tôi có thể chấm dứt câu chuyện hôm nay. No, thank you. Chính vì anh yêu cầu tôi mới nói tiếp. Thưa quý vị, nói về câu chuyện khủng án, chúng ta có thể đưa đến một số cái thông tin tôi không dám nói là sai lầm, nhưng đó là những thông tin không đúng sự thật. Vì sao? Vì một số thông tin tuyên bố rằng, nói rằng vụ án
Nguyễn Tấn Dũng cho tàu động trung cộng chí 2.000 mẫu, 3.000 mẫu sự thật. Cái diện tích nó rộng hơn nhiều. Chúng tôi xin đọc cái lời nói đầu của cái dự án đặc khu Vũng Áng để quý vị thấy đó không phải là một cái đặc khu để làm gang thép không, đó là một cái đặc khu, nghĩa là gọi là khu kinh tế liên hợp Vũng Áng, làm rất nhiều cái hóa chất, nhiều công ty mà gây ô nhiễm, chúng ta gọi là những công ty không thân thiện với môi trường. Chúng tôi xin trích đọc cái lời nói đầu của cái dự án Vũng Áng. Khu kinh tế Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ thành lập ra quyết định số 72/2006 QĐ-TTG ngày 3/4/2006 có diện tích là rõ ràng 22.781 ha, tức là 227,8 cây số vuông, hay là nói tròn là 228 cây số vuông. Quý vị hình dung 228 cây số vuông là cái gì? Là cái từ Vũng Áng đó xuống 20 cây số và vô trong đất liền 22 cây số, thì quý vị thấy cái diện tích nó rất lớn. Mà cái khu hẹp ấy, chưa đầy khoảng 40 cây số là nó tới biên giới Lào rồi. Đó là một cái vị trí hết sức, và đó cũng có thể, chúng tôi xin góp ý với anh Đinh Quang Thái, nơi này là cái nơi mà nếu chúng ta còn nhớ vào năm 1789, khi và vào ngày rước ông Táo, khi Quang Trung Nguyễn Huệ đi vào vùng Tam Điệp và tấu quân và thề với quân sĩ sẽ vào thành Thăng Long vào Tết năm 1789. Đó là sự thật. Đó là cái vùng Tam Điệp. Và xin góp ý một lần nữa, một cái dự án, một cái tin đồn. Và vào ngày 19 tháng Giêng năm 1979, khi Trung Cộng dạy cho Việt Nam một cái bài học vào đó, thì Bộ Chính trị đã cố bị đập ngang vào thu hút địa dùng Tam Điệp. Cũng như vào dịp Noel 1972, Bộ Chính trị cũng đã từng rút vào cái vùng Tam Điệp, vì đó là cái vùng rất là hiểm yếu. Đó là cái vùng mà chính là Lưu Bị với Trương Lương đã để giữ cho quân đó. Thưa quý vị, chúng tôi mới nói có một trang đầu mà hết 5 phút rồi. Một cái tin tức thứ hai chúng tôi muốn nói lên về Vũng Áng là Nguyễn Tấn Dũng đã ký như vậy, thì chúng ta thấy cái đó để làm vùng này để làm gì? Vùng này đặt trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp luyện kim gắn với lợi thế về tài nguyên, nguồn nguyên liệu, các ngành công nghiệp gắn với khai thác biển, công nghiệp thép, trung tâm nhiệt điện và lọc hóa dầu, phát triển đồng bộ khu liên hiệp cảng Vũng Áng, Sơn Dương, bao gồm việc đầu tư và khai thác có hiệu quả khu liên hiệp cảng, phát triển dịch vụ cảng và các dịch vụ vận tải biển, tạo thành một trong những cửa ngõ ra biển quan trọng của Bắc Trung Bộ. Thứ ba, xây dựng khu đô thị mới Vũng Áng, đồng thời ưu tiên phát triển các khu du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng để trở thành các điểm du lịch quan trọng trong tuyến du lịch ven biển Bắc Trung Hải. Thì quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó như thế nào. Và có một điểm mà chúng tôi xin thưa là nói rằng Vũng Áng là một cái khu để xây dựng đầu tiên, nhưng chúng tôi có thể kết luận rằng Vũng Áng là một cái ngôi sao nhỏ thứ 5 của lá cờ Trung Cộng đầu tiên ở trên đất nước Việt Nam. Vì sao chúng tôi đưa ra đó? Vì vào ngày 14 tây tháng 7 năm 2014, chính Phó Thủ tướng Việt Cộng là Hoàng Trung Hải đã ký với Tổng Giám đốc Li Chi Chuan, Chủ tịch của công ty Formosa, để đầu tư 97 tỷ Mỹ Kim và sử dụng khu này trong vòng 70 năm. Điều này Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt chưa bao giờ công bố ra trong cái vấn đề này. Hôm nay chúng tôi xin công bố để quý vị thấy một vấn đề và còn nhiều cái chuyện mà chúng tôi xin chia sẻ với bà con ngày hôm nay. Mới trang thứ 3, hay qua trang thứ 3, chết bà không? Nói không? Rồi. Nhiều quá. Thì bây giờ
chúng tôi xin tự ý đột bỏ một số. Bây giờ đã đến đúng một cái lúc nào đó chúng ta phải nhìn vào cái sự kiện một cách hết sức tổng quát và nói lên tiếng nói của dân tộc ta. Nói cái gì? Thì cái sự việc không phải là phát xuất từ ngày 6 tháng 4 mà nó đã phát xuất từ ngày 1 tháng 4, mà chính ngày 6 tháng 4 đó, chính nông dân, xin lỗi, ngư dân ở Quảng Bình khám phá ra báo cáo cho Ủy ban Nhân dân xã rồi định đó. Và hôm nay là ngày 30 tháng 5, nghĩa là gần 2 tháng trường, kết quả của vụ án chưa có một cái kết quả gì cả. Thưa quý vị, chúng tôi xin nói về cá nhân chúng tôi một chút xíu. Là năm 2001 và năm 2002, chúng tôi đã lấy 200 mẫu nước và đất ở Việt Nam qua Hoa Kỳ để làm một phân tích. Điều đó có nghĩa là sao? Là giản dị, tại sao Cộng sản Việt Nam cố tình tránh né cái việc phân tích, việc lấy mẫu nước để phân tích, nó rất giản dị. Chỉ cần đi ra lấy mẫu nước, chỗ nào mình đi, chỉ cần ra lấy cái mẫu cá, con cá chết, rồi chỉ cần digest, nó nghĩa là ngâm trong cái acid, rồi bỏ vô máy phân tích. Hai cái máy phân tích là Việt Nam có rất nhiều. Cái máy thứ nhất là Atomic Absorption Spectroscopy, AAS, và cái máy thứ hai để đo các chất hữu cơ là GCMS, Gas Chromatography và Mass Chromatography. Cái người chuyên viên để phân tích chỉ cần cái người có trình độ BS rồi thôi, chứ không cần có 23.000 tiến sĩ ở Việt Nam hiện tại. Chỉ cần có trình độ BS, chỉ lấy cây kim, lấy hút mẫu, đâm vô, chích vô máy dài microliter, rồi một tiếng đồng hồ sau biết nó có thủy ngân, biết có arsenic hay biết có PCB hay cái giống gì. Tại sao về cái chuyện đó mà 8 tuần lễ sau không có ai có câu trả lời? Thì rõ ràng là cả Cộng sản Bắc Việt và Trung Cộng đã chơi một cái ván cờ hết sức độc đáo. Chúng tôi xin tóm tắt. Tháng trước, tháng 3 là vấn đề nhiễm mặn và hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long do sông Mê Công. Rồi bây giờ tháng 4, vụ án. Thì chúng ta thấy vụ án có như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái âm mưu của họ như thế nào. Chúng tôi tự ý đục bỏ nhiều quá. Tự ý đục bỏ luôn. Thì chút xíu nữa chúng tôi xin trình bày chứng cớ như những cái điều kiện mà WSO, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc, quy định cái ô nhiễm của vùng biển như thế nào và phải phân QAQC nó ở cái mức độ nào để chúng ta thấy rằng, vì chúng ta hình dung rằng với một cái lượng, giả sử rằng với cái lượng 12 thước khối một ngày, 12 thước khối mà nó chảy dài từ Vũng Áng nó xuống tới Nha Trang, cuối tới Đà Nẵng và bây giờ xuống tận Phan Thiết và bây giờ đến tận xa, người ta nghi đó là Vũng Áng. Câu trả lời của tôi và cái logic của vấn đề và cái luật lệ là không phải như vậy. Vì sao? Vì dù có bất cứ một cái chất độc nào đi nữa ở từ biển phát ra, thì cơ quan y tế Liên Hợp Quốc có đưa ra hai cái quy định rõ ràng, là cái quy định về xét về những kim loại, cái quy định QAQC những kim loại ở cái mức bờ biển, cách bờ, cách chỗ xả ra 5,5 cây số. Và cái quy định thứ hai xét ra cái quy định nhỏ ít hơn ở cách bờ biển trên 5,5 cây số. Mà cái quy định cách bờ biển 5,5 cây số tới 41 cây số, cái quy định chót 41 cây số là cái quy định của các nhà máy phải thanh lọc nước thải rồi có thể xả và thải vào môi trường. Nghĩa điều này có nghĩa là sao? Điều này có nghĩa là khi mà bất cứ một cái sự xả thải nào vào biển, bất cứ một cái nồng độ đậm đặc nào đi nữa, thì qua khỏi cây số 55 là kể như cái vấn đề hòa tan của biển không có nữa. Do đó họ mới quy định cái mức đầu tiên là 5,5 cây số và mức thứ hai là
44 cây số. Thì như vậy chúng ta thấy 44 cây số, thì sau 44 cây số bất cứ giờ thả cái giống gì nó động tới cây số đó là nước biển nó cũng tan và tan hết trơn, không có ảnh hưởng gì với tôm cá hết. Đó là cái điểm mà chúng ta cần ghi nhận. Thành ra bây giờ nói ở đảo Phú Quý 40 hải lý ở Phan Thiết cá cũng chết rồi, ở dưới Vũng Tàu cũng chết rồi, thận qua bên bên Rạch Giá cũng chết. Chúng tôi chưa nói ở trong mặt đất, các sông ngòi trong mặt đất. Thì đó, nói về biển thì chúng ta thấy cái logic của vấn đề. Do đó câu kết luận của chúng tôi là vụ án chỉ có thể giải quyết trong vòng của tỉnh Quảng Bình mà thôi, không thể đi xa hơn nữa. Thì cách xa Quảng Bình 20 hải lý về ngang, cái kinh tuyến Quảng Bình 20 hải lý có một cái đảo gọi là kêu là đảo Chim. Đảo Chim đó cách 20 hải lý là khoảng 36 cây số. Thì cái đảo Chim nó, nếu quý vị lên Google đánh chữ đảo Chim Việt Nam, quý vị sẽ thấy hình ảnh một cái đảo rất là xanh tươi và trên bầu trời. Ước tính Liên Hợp Quốc ước tính chứ không phải chúng tôi ước tính, có khoảng 2 triệu con chim xám, con chim hải âu xám. Nhưng mà cái ngày 29 tây tháng 4 là cuối tháng 4 vừa qua, một số ngư dân ra tới ngoài kia hoàn toàn là chụp hình được và về báo là một đảo, kể như một đảo hoang. Chim sát chim mà chim không còn cái tiếng chim kêu mà kêu nghe từ xa. Thì điều đó chứng tỏ là cái gì? Cái sự đầu độc đó. Rồi xa hơn nữa, chúng ta đi tới cái vùng Phan Thiết đi ra qua tuyến đường xa gần Skarovok là cái đảo Pitcairn của Phi Lục Tân. Nhưng đảo đó hồi xưa là cái đảo thị tứ của Việt Nam, Phi Lục Tân đánh cá đó. Thì cá nổi lên ở cái vùng đó, và cái NGO nổi tiếng của Phi Lục Tân công bố rằng họ đã chụp hình, mà tiếc là cái những hình đó không có đưa lên YouTube, chụp hình được những tàu hải giám của Trung Cộng thả cái gì đó chắc là chất độc. Và chúng tôi mở ngoặc đóng ngoặc, cái thả cái gì đó là gì? Thả cái gì đó là vào năm 1997 chúng tôi có viết một báo cáo lên một cái tình trạng câu cá rồi bắt đánh bắt cá của người Việt. Chính do Trung Cộng bán những cái túi trong đó định cyanide, nghĩa là cyanide đó, thuốc độc lỏng, rồi để Trung Cộng thả vào bờ biển để tàu đánh cá thả vào bờ biển. Khi cái túi nó chạm cái san hô ở dưới biển thì chúng ta thấy rồi bể ra, chỉ trong vòng nửa giờ thì cá nổi lên và con vớt. Và chính vì cái lý do đó mà chúng ta thấy những năm sau này, kể từ năm sau 2000 á, cái đàn cá nục của Việt Nam ở Phan Thiết đã di dời qua Phi Lục Tân hết trơn rồi. Do đó chúng ta rất hiếm có cá. Xin trở lại một lần nữa, cái bờ biển Việt Nam là cái bờ biển san hô, không phải là cái bờ biển mà có rong. Hồi nãy có anh chị nào nói cái rong đỏ, thủy triều đỏ, sự thật hoàn toàn không có. Chúng tôi xin giám tắc, để tôi là một người khoa học nhưng mà chúng tôi nói chuyện vấn đề rất là bình dân giáo dục, ai cũng hiểu được hết trơn. Thì cái tảo đỏ là gì? Là tảo đỏ là những loại rong ở dưới biển trong cái điều kiện thủy triều, thí dụ dòng ấm, trong cái điều kiện xả thải mà có chất nitrogen, nitơ đó, hay là phosphate, thì đó là cái phân làm cho cái rong tăng trưởng rất nhanh. Khi tăng trưởng rất nhanh đó thì nó hút bớt cái oxygen trong không trong nước biển. Thì thứ nhất cái chuyện đó làm cho cá thiếu oxygen thì nó ngọt, nó ngáp, nó nổi lên bờ, nó ngáp, nó còn sống không có chết. Nhưng cái việc chết đó, khi nó thiếu oxygen đó, thì trong những cái túi của bên nách của cái thân cây với lá đó có những túi nó nở, gọi là nở bông đó. Cái túi đó là phá ra, đưa ra là một cái biotoxin, một chất rất độc. Chính chất đó là cá chết. Nhưng mà chuyện rong đỏ hay tảo biển đó, nếu có, nó chỉ có một hai ngày là nó hết rồi, quá cái đợt nó hết, chứ không phải giờ 8 tuần lễ vẫn tiếp tục. Và xin thưa, cái trận mà vào ngày mùng 4, một trận
cá lớn trên 10 kg đã vào biển Quảng Bình. Và ngày 29 trước khi là cá voi và cá mập cũng vào biển Quảng Bình. Nghĩa là sao? Những loài cá đó là ở đâu? Nó ở ngoài sâu trời trên bờ biển. Chúng tôi xin thưa về cấu tạo địa chất của bờ biển Việt Nam á, thì nó trong bờ từ cái rô thước cho tới khi mà ra khỏi 30 hải lý thì sâu nó khoảng là 3-40 thước mà thôi. Những cá đó sống ngoài đó thì làm thế nào, làm sao mà nước độc của Vũng Áng mà làm cho con cá voi hay con cá mập ở ngoài đó, con cá voi có 16 tấn chứ không phải 1-2 tấn, làm sao chết ở ngoài đó mà nó trôi vô, nó trôi không được, nó bắt kẹt ở giữa chừng đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng không thể nào cái nước xả thải của Vũng Áng mà làm chết, mà đó qua cái việc mà đi bắt cá, đánh bắt cá thì chúng ta thấy rằng cái việc bị với một đoàn tàu 50,000 tàu đánh cá và hải giám trung tổng tung ra thì họ đi bất cứ vùng trời, vùng đất, vùng biển nào của Việt Nam, thì đó chúng ta từ đó chúng ta thấy được cái vấn đề là như thế như sao. Thì chúng ta thấy rằng tất cả ở khu đặc khu Vũng Áng, tất cả ở khu 228 cây số đó là một cái bí mật. Cho đến giờ phút này nói về cái nhà máy sản xuất gang thép thì chúng tôi xin nói, có thể xin thưa một cách rất chắc chắn rằng nhà máy sản xuất gang thép đó chưa có hoạt động một ngày nào. Vì sao chúng tôi nói lên câu đó? Vì vào tháng 12 năm 2015, chính tổng giám đốc công ty nhà máy đã xin phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh để cho phép nhập cảng 10.000 thợ để xây dựng xong hai cái lò nấu gang, là lò nấu trên 3.000 độ vào tháng 12. Thì không thể nào tới tháng 4, tháng 5 là mà nước đó, chúng tôi nghi vấn cái nước đó là những nước do xả rỉ nước thải mà 320 tấn nói ra, nhưng mà chúng tôi đặt vấn đề. Và cái nghi vấn thứ hai nữa về Vũng Áng mà thôi, cái nghi vấn thứ hai là ở tại phía Nam, Quảng Đông có một hệ thống sản xuất gang thép mà gấp ngàn lần, gấp 10 lần là 70 triệu tấn hàng năm của Quảng Đông. Thì xin thưa với cái lượng phế thải đó, họ biết đó, không ai cấm cản, không thể đặt cái dấu hỏi. Vì cái vùng Vịnh Bắc Việt là cái vùng họ hoàn toàn, họ không ai có thể đặt dấu hỏi là họ chở tàu cũng xả để đem vào Vũng Áng để xả. Đó là một cái nghi vấn mà nó có xác suất rất cao. Nói về chúng tôi rất may mắn, cũng vô tình cách đây vài ngày thôi, trước khi qua đây chúng tôi chụp được một cái hình này. Cái hình này chúng tôi xin tuyên bố là đây là sau khi một ủy ban liên bảy bộ đi thanh tra nhà máy Vũng Áng và nói không có gì hết, đặt vấn đề là không có gì hết, cái gì cũng an toàn hết. Nhưng mà khi hỏi về cái inventory, bản kiểm kê, bản kho kiểm kê hóa chất bên trong kho của họ, thì bản kiểm kê đây là một nhà máy sử dụng hóa chất, giải quyết bằng hóa chất, mà không có một tên. Tôi là một nhà hóa học mà không thấy một cái tên nào cả. Tôi chụp được nó mờ, nhưng mà tôi đọc cho quý vị nghe họ kiểm kê cái gì. Thứ nhất, chất chống rỉ, rỉ mà người Bắc gọi là rỉ tôi không rõ. Rồi cái thứ hai là chất loại bỏ rỉ, rồi chất loại bỏ dầu, cái này 3 tấn hay 4 tấn vậy đó. Thứ tư, chất chống ăn mòn, rồi chất chống rỉ sử dụng trong hệ thống làm mát nước, chất chống rỉ sử dụng trong hệ thống làm mát nước thuộc hệ thống năng lượng, chất chống ức chế cặn, chống chất kiểm soát chất nhờn,
chất kháng hữu cơ, chất kháng khuẩn sinh, đại khái là như vậy. Thành ra một cái bản kiểm kê, một bản inventory như thế nào thì hoàn toàn mà liên ủy ban liên bộ của cộng sản Bắc Việt nói ok đúng hợp lệ, không hiểu tại sao. Thì từ đó chúng ta thấy cái gì, riêng cá nhân chúng tôi còn 5 phút nữa hả, nói 4 phút rưỡi thôi. Riêng cá nhân chúng tôi thì trong suốt từ năm 1907 tới đây, chúng tôi đây là cái bản đồ rất lớn ở nhà chúng tôi. Chúng tôi đã chấm 2007 tới đây, chúng tôi đã chấm được 49 tụ điểm của có hơn 1.000 người trung cộng làm từ Bắc chí Nam. Quý vị thấy rõ từ trên xuống dưới. Thì kết luận cái nhà máy Dũng Án chỉ là cái gì mà cho đến giờ phút này chúng ta không biết nó sản xuất cái gì, chưa bao giờ biết sản xuất. Chỉ có cái nhà máy thứ hai Vũng Án được sản xuất được chính Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng khánh thành ngày 19 tháng 6 năm 2015. Đó là cái nhà máy nhiệt điện mà cái, ở cái khâu, cái giai đoạn thứ nhất mà thôi, để thử nghiệm chứ chưa sản xuất nữa. Do đó, ý tôi muốn nói là cho đến giờ phút này chưa có nhà máy nào thực sự sản xuất để xả ra chất thải mà để thải ra biển cả. Ngoài nếu có là những hệ thống xả thải qua rửa cái này cái nọ, nhưng mà chúng tôi không nghĩ như vậy. Thì chúng tôi kết luận rằng cái hệ thống khu kinh tế liên hợp của Vũng Áng giữ cái vai trò gì? Giữ cái nhà máy sản xuất hóa chất hay là giữ cái ngoài vai trò về thí nghiệm nào khác? Thì đó, từ cái những vụ cá chết đó, chúng tôi thấy rằng cá chết ở ngoài khơi tất cả là bí mật. Bí mật có bao trùm trên 228 cây số vuông. Đó đã là một cái vùng tự trị. Chúng tôi lặp lại lần nữa, đó là vùng tự trị từ ngày 14 tháng 7 năm 2014. Thì nhìn lại cái bản đồ, chúng ta thấy những gì ở cái gọng kèm của Trung Cộng. Bây giờ chúng ta hình dung ở phía đông của Việt Nam, Trung Cộng đã vây hãm Việt Nam ở Biển Đông với cái bản đồ chín đoạn và tất cả các cái đường bay. Chúng tôi chưa nói đến Trung Cộng đang khai thác một khu biển sâu ở Cửa Lò ở cuối Nhật Bình. Thì từ Vũng Áng tới Cửa Lò 200 cây số, và từ Vũng Áng qua tới thành phố Du Nam, thành phố cực nam của đảo Hải Nam 320 cây số, và Du Nam tới Cửa Lò là 280 cây số. Đó là một cái tam giác mà Trung Cộng hiện đạt được cái giàn khoan HD981 và kiểm soát toàn bộ cái vùng vịnh Bắc Việt của Việt Nam. Do đó chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái điểm. Rồi đó là ở phía đông Biển Đông. Ở phía Tây Việt Nam, Trung Cộng đã dùng một cái thế trận nước qua việc xây dựng các đập ở thượng nguồn để khống chế dòng chảy, mà chúng ta biết rằng cái hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long hạn chế cái sự phát triển kinh tế của chúng ta, và làm hoàn toàn xáo trộn cái đời sống kinh tế và xã hội của trên 22 triệu đồng bào ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cái điểm thứ ba, cái mũi dùi thứ ba là cái mặt trận trong đất liền, đặc biệt anh Đinh Quang Thái có nói về cao nguyên Trung Phần do cái khai thác nông sơn mỏ than bauxit. Thì chúng tôi xin nói cái quan trọng nhất là tại Tân Rai. Tân Rai là một cái thị xã chỉ 10 cây số cách Bảo Lộc mà thôi, và đã khai thác từ 2009. Chúng tôi có viết nguyên một cuốn sách về khai thác này, và năm cái tận dụng đó, cái hậu quả là cái vùng đỏ mà Cộng sản Việt Nam không bao giờ để cái vùng đỏ để chứa. Mà cái vùng đỏ là có chất sus caustic, và năm 2013 chúng tôi đã ráng lén. Thì chúng tôi sau khi 200 mẫu nước lấy 2002 thì chúng tôi bạc đường để kiểm soát kinh khủng. Nhưng mà 2013 chúng tôi lén được lấy được một mẫu nước tại phía bắc của sông Là Ngà, và chúng tôi phân tích ra tìm được những cái trace, những cái vết tích của sodium hydroxide, nghĩa là sus caustic đó. Và từ đó đó thì chúng tôi có thể, tuy là một mẫu, nhưng chúng tôi có thể kết luận rõ ràng rằng đó là do cái sự di dời của vùng đỏ nó chảy xuống đó thì bao nhiêu trăm cây số. Thì chúng tôi kết luận rằng cái đặc khu Vũng Áng có phải là một cái nơi sản xuất chất độc hại
và xả phế thải độc hại vào Biển Đông hay không? Hay là cái khu Formosa có thể là một khu tập hợp nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của Trung Cộng, hoặc là một nơi thử nghiệm các vũ khí sinh học? Thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái thông tin từ Trung Cộng cho thấy Formosa đã vận chuyển một số phế thải phóng xạ từ các công ty quân đội Trung Cộng sang Hà Tĩnh để rồi đổ dưới biển. Đây là một dấu hỏi mà hôm nay tôi xin giải thích thêm cái dấu hỏi đó, là một anh bạn bác sĩ của chúng tôi đang làm ở bệnh viện Nha Trang thì anh đưa ra cái nhận xét email qua cá nhân chúng tôi, đưa ra nhận xét là không hiểu tại sao mà tuổi trẻ con nít ở Nha Trang bây giờ bị cái bệnh thyroid in lạc, tuyến giáp trạng nó nở đó. Mà thưa quý anh chị, cái tuyến giáp trạng không bao giờ đối với dân sống ở miền biển, vì trong biển có iodide, iốt đó, thì trong muối có iodide, không bao giờ bị cái đó hết. Mà tại sao với tuổi trẻ dưới 15 tuổi mà bị là cái chuyện đó không thể xảy ra? Chỉ có thể xảy ra một điều kiện duy nhất là các trẻ em đó bị trong nguồn nước bị nhiễm phóng xạ từ từ, do đó tạo ra cái thyroid in lạc. Đó là một cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn nói với anh em về cái vấn đề đó, mặc dầu chúng ta không có một cái là gì cả, thì để lấy một cái kết luận, cái thí dụ mà về ô nhiễm cái nguồn biển ở Hoa Kỳ, để từ đó chúng ta thấy cái ảnh hưởng môi trường như thế nào. Thưa quý vị, vào khoảng 1973 thì Liên Hiệp Quốc đã công bố có 12 hóa chất độc hại tuyệt đối cấm sản xuất, dĩ nhiên là Nga Xô Trung Cộng không được sản xuất, cấm sản xuất vì nó có hại trong môi trường. Đó là chất DDT. Chất DDT là chất mà Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nhập cảng khoảng 12.000 tấn một năm sử dụng để làm thuốc diệt trừ sốt rét, nhưng mà cấm, Liên Hợp Quốc cấm. Thì Hoa Kỳ có một nhà máy, thì có một nhà máy sản xuất DDT. Tôi xin quý vị nghe để chúng ta thấy cái vấn đề môi trường như thế nào. Một nhà máy sản xuất DDT là ở tại Palo Verde, là phía bắc của thành phố Long Beach khoảng 20 mile. Thì họ từ 1976 Hoa Kỳ mới có luật EPA, luật Hoa Kỳ, luật chuyên về môi trường, thì chưa có, họ vẫn xả ra biển. Họ xả tính ra từ suốt thập niên 60 tới 70, họ xả ra 1.700 tấn DDT. Thì vụ kiện đã xảy ra, nhà máy dĩ nhiên đóng cửa sau đó. Vụ kiện đã xảy ra cho đến năm 2010 mới chấm dứt cái vụ kiện. Và cái vụ kiện đó là EPA bắt buộc chủ nhân ông của nhà máy phải trích ra 100 triệu để khôi phục lại cái sediment, cái vùng về trái biển trong vòng 5 cây số của nhà máy. Và từ cái vùng đó, nếu quý vị có đi dọc theo bờ biển đều thấy là gì? Đều thấy là trên bờ biển có ghi câu cá nơi vùng này bị nhiễm mercury, thủy ngân và lead là chì, không nên ăn. Đó rất là rõ ràng. Thì từ đó chúng ta thấy rằng cái vấn đề nhiễm môi trường nó không phải một năm, hai năm, mà nó kéo dài hàng 10 năm, 20 năm lên. Vì sao? Khi mà những chất độc hại như những kim loại độc hại hay là những hóa chất hữu cơ độc hại có clo, thì khi tích tụ vào trong cơ thể chúng ta qua đường tiêu hóa, đường hít thở, trong không khí, thì nó không giết chúng ta liền, và nó có thể làm nó tích tụ, nó không được tiêu hóa trục xuất và tích tụ thường thường, đặc biệt là trong gan có một chất như là chì, thì nó sẽ đi vào đường máu và nó lên óc, sẽ nói là đó là làm mấy trẻ em bị nhiễm, có thể bị thành ngu đần. Thì chúng ta thấy rõ cái ảnh hưởng, cái nguy cơ rất kinh khủng. Và nếu một cái lượng đầu độc không đủ ở biển, không đủ làm cho cá chết, nhưng mà cá nó sống lờ đờ, chuyện đó đã đang xảy ra, sống lờ đờ, người dân bắt buộc không có gì phải ăn, có bộ ăn, thì đã có những hiện tượng một số người chết ở Nghệ An, chết ở Quảng Bình vì ăn cá rồi, và đó là cá bị nhiễm độc. Thì chúng ta thấy tại sao, để kết luận, phải chăng cái việc làm đó là của Trung Cộng qua ba cái
mũi dùi mà chúng tôi nói, ở ngoài biển, ở phía đông, phía tây và trong đất liền, là do sự di dời cái đạo quân thứ năm mà anh Thái vừa nói. Chúng tôi nói một cái mũi dùi có trục thứ tư để mà tiêu diệt cái đất nước Việt Nam chúng ta chính là Đảng Cộng sản Bắc Việt. Chính họ là những người tiếp tay thủ đắc, tiếp tay cho cái việc ba tăng trưởng cái việc ba cái mũi dùi trên. Do đó chúng ta phải làm gì? Do đó chúng ta cần phải ý thức rõ ràng cái việc này. Và cái câu kết luận của chúng tôi ngày hôm nay là Formosa chỉ là một cái hiện tượng. Không có Formosa Vũng Án thì cũng có Formosa ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay bất cứ ở nơi nào. Mà rõ ràng là cái thủ phạm chính đó là Trung Cộng. Và cái đồng thủ phạm đó chính là cái Đảng Cộng sản Bắc Việt. Vì cái lòng tham và cái sự ngu dốt đã đang bán đứng cái đất đai cho Trung Cộng qua các vụ đầu tư khai thác các công ty nước ngoài. Cho nên bà con chúng ta, tuổi trẻ Việt Nam chúng ta cần nên nhớ, ngày nào còn Đảng Cộng sản Bắc Việt thì ngày đó chúng ta còn đối diện với cờ họa Việt vong. Việt Nam sẽ trở thành một cái Tây Tạng thứ hai của phía Nam. Thì để kết luận, kết thúc vì anh đưa tay rồi, chúng tôi xin lặp lại câu nói của vua Duy Tân: nước dơ phải lấy máu mà rửa.